Sáng mùng 10 tháng 1 tại Hà Nội, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, dự chỉ đạo hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của Đảng ủy Học viện Quân y. Năm 2023, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Học viện Quân y đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, triển khai, nỗ lực thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ hoàn thành chương trình đào tạo cho các khóa chất lượng đào tạo được nâng cao chương trình nội dung đào tạo được điều chỉnh bổ sung và có nhiều đổi mới công tác tuyển sinh tiến hành chặt chẽ công tác kiểm tra quản lý chất lượng giáo dục và đào tạo được duy trì nền nếp có hiệu quả củng cố toàn diện công tác quản lý đề tài nghiên cứu khoa học nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh làm tốt nhiệm vụ hợp tác quốc tế duy trì nghiêm chế độ nền nếp xây dựng chính quy Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân khó khăn vướng mắc trong tiến hành thực hiện nhiệm vụ năm 2023, đề xuất bổ sung một số nhiệm vụ giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, khám chữa bệnh cùng các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất khác trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Lương Cường ghi nhận biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy Học viện Quân y. Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh tập thể Học viện Quân y đã đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ tốt hơn năm 2022. Đánh giá cao công tác khám chữa bệnh của Học viện Quân y, Đại tướng Lương Cường cho rằng Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác đã thực sự phát huy tốt vai trò nhiệm vụ trong công tác khám chữa bệnh, là điểm tựa cho nhân dân, góp phần tỏa sáng hình ảnh bộ đội Cụ Hồ đồng thời đại tướng lương cường yêu cầu đảng ủy học viện quân y chỉ đạo lãnh đạo đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới chú trọng công bố quốc tế độc quyền sáng chế độc quyền giải pháp hữu ích thực hiện tốt công tác thu dung cấp cứu điều trị bảo đảm an toàn quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị kết luận của trung ương quân ủy trung ương tiếp tục kiện toàn các cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực hiện tốt công tác nắm quản lý định hướng giải quyết tư tưởng đối với cán bộ nhân viên học viên sinh viên chiến sĩ